cái phần trình diễn của các nghệ sĩ hôm nay, và tôi nghĩ rằng đây là một cái trình diễn rất là kỳ lạ và đặt ra khá nhiều thách thức đối với cả người xem, và chắc chắn là mọi người có thể sẽ có mong muốn là được trò chuyện hay là đặt câu hỏi với nghệ sĩ. Vậy là các bạn nghệ sĩ xem vẫn còn ở đây khoảng thời gian nữa, mọi người hãy thoải mái đến và trao đổi trò chuyện với họ. Và thay mặt là Heritage Space và Đom Đóm cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Việt Sao, và rất là mong là mọi người tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo của chúng tôi. So I'd like to say thank you all of you for coming and joining the forum today. And I'm quite sure that you are still have a lot of queries and questions regarding the show. That all of the performers will stay here, so feel free to come talk with them. And on behalf of this friend Dom Dom, I would like just to tell you just follow us on our Facebook for the next concert. Thank you very much and good night. Questions, anyone? Okay, I think that everything was on the screen, so and I'm really happy that you guys had your kiss today. So thank you for collaboration and see you again here in Dom Dom and in Heritage Space. Thank you.